tại thì em đang có trong rạp chiếu phim Mega GS cả nhà. Hôm nay thì rảnh không có đi quay buổi tối nên em đến rạp chiếu phim Mega GS để tham gia cũng như là xem bộ phim Sáng Đèn hay quý cô chú anh chị. Cửa thang máy cũng có dán poster của bộ phim Sáng Đèn ha cả nhà. Đi đổi vé ha cả nhà ha. Em ơi, anh muốn đổi vé để xem phim rồi. Đây là nhân viên hay cả nhà ha. Em xin tên người đặt vé hả? Tên hả? Dạ. Cho anh nước đi. Cho nước chai á. À, anh muốn loại nào? Cho anh chai cái gì đó, cái chai rượu vai đi. Rượu vai của mình 25. Rồi ok. Mình của mình là rạp 1 lầu 6, 6 giờ 10 nha. Rồi ok. Ủa 6 giờ 10 giờ này 6 giờ hai mấy phút rồi sao? Là vô được. Vô trễ phim. Giờ phim đang chiếu rồi hả? Dạ đúng rồi, phim bên em quảng cáo tầm 5 phút anh. Dạ. Bao nhiêu? Dạ 25. Vậy là vô trễ mấy phút rồi. Dạ rồi, em nhận đủ nha, cảm ơn. Cảm ơn anh. Rồi mình lấy vé ha cô chú anh chị ha. Đây, đã cầm vé trên tay rồi. Và mua vé là mua vé online ha. Bây giờ mình đi xuống dưới thôi. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Tối hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2024. Giờ này 10 giờ 15 phút rồi quý cô chú anh chị. Đã khá là khuya rồi đúng không? Thì có lẽ là cô chú anh chị mình ở tỉnh á, ở quê á, thì chắc có lẽ là đã đi ngủ một giấc thật là ngon rồi. Còn những cô chú ở thành thị, thành phố thì giờ này cũng chưa ngủ đâu ha. Ngày hôm nay thì em được cái dịp gọi là rảnh á, để đi xem và cũng như là ủng hộ đạo diễn Hoàng Tấn Cường, ủng hộ bộ phim Sáng Đèn, trong đó có chị Hồng Loan, có những phân đoạn chị Hồng Loan tham gia ha cả nhà. Phải nói là một bộ phim rất là hay. Em xin phép chia sẻ và cũng như là kể cho cô chú anh chị mình nghe một chút xíu về cái bộ phim Sáng Đèn của đạo diễn Hoàng Tấn Cường ha cả nhà. Phải nói là rất là hay cả nhà. Khi mà xem cái bộ phim này á, thì có một cái cảm xúc, có một cái gì đó nó làm chúng ta phải chạm đến trái tim, và cũng có thể là cô chú anh chị mình mà sống về tình cảm á, thì sẽ có, chắc có lẽ là cô chú anh chị mình sẽ rơi nước mắt khi xem cái bộ phim này, vì nó thiên về tình cảm và có một pha một chút gì đó hài hước rất là vui và rất là hay cả nhà. Khi em vào xem á, thì em thấy được trong cái bối cảnh là đoàn gánh hát Diễn Phương đã tái hiện lại những cái khung cảnh của đoàn gánh hát đi diễn tất cả các nơi, các tỉnh thành, phải nói là lên đên sóng gió luôn cả nhà. Bao nhiêu là cái vất vả, vui có, buồn có. Đoàn gánh hát Vô Tình thì em thấy được một cái phân đoạn của đạo diễn có chia sẻ là đi trên chiếc ghe bầu á, để di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ địa điểm này sang địa điểm khác để mà lưu diễn. Bỗng nhiên thì nửa đêm đang ngủ thì chiếc ghe bầu đó bị sự cố và bị ngập nước, bị chìm tàu, bị chìm ghe. Thì một cô đào đã hy sinh trong một cái lần chìm tàu, chìm ghe đó. Thì khi mà em coi tới cái phân đoạn đó của chú anh chị, em chợt nhớ ra, liên tưởng lại cái sự việc của chú Thanh Điền và cô Thanh Kim Huệ với cô chú anh chị. Em nhớ có một lần em đọc một bài viết trên cái trang web Quay Thay Bia đó, cái trang web Bách Khoa Toàn Thư đó cô chú anh chị. Thì trong cái phần tiểu sử của chú Thanh Điền và cô Thanh Kim Huệ đó, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ đó, có chia sẻ một cái đoạn là ngày xưa đó là chú Thanh Điền thương cô Thanh Kim Huệ là do ngày xưa đã đi đoàn hát chung và chú Thanh Điền đã cứu và cứu sống cô Thanh Kim Huệ một lần chìm tàu, chìm ghe ở Đồng Tháp. Em nhớ là vậy, ở Đồng Tháp. Thì sau đó thì hai người đã có một cái tình cảm với nhau và kết nghĩa vợ chồng. Đó, thì em xem được một cái lâu rồi, cũng khá là lâu rồi em đọc được một cái bài viết đó và em nhớ hoài tới bây giờ. Thì hôm nay lại đi coi bộ phim Sáng Đèn thì em lại thấy được cái phân đoạn đó, chợt nhớ đến chú Thanh Điền và cô Thanh Kim Huệ, và nên là khá là hay vì cái tình cái nghĩa nên đã yêu nhau, thương nhau vì cái hoạn nạn khó khăn hay cả nhà ha, rất là hay. Và sau cái hoạn nạn đó thì đoàn gánh hát có những cái thăng trầm, thiếu đi những cái cô đào cũng như là những anh kép chính đó. Thì đoàn gánh hát phải lên đên qua những cái dùng, rồi về tới Tết thì lại không có nơi đắc diễn. Và sau những cái chuyến lưu diễn đó thì ông bầu phải thật sự rất là vất vả và khó khăn đó.
nào là phải lo tiền lương cho đoàn, nào là phải lo cái ăn cái mặc, ăn tới nỗi mà không có đồ ăn, cái nhà phải ăn nhiều khi là phải ăn rau muống luộc luôn cô chú anh chị để sống qua ngày, và cũng như là để có sân khấu để diễn. Cái tình yêu nghề phải nói là rất là mãnh liệt đối với các anh chị em ở trong đoàn gánh hát Diễn Phương. Ông bầu luôn làm hết công sức phải tìm những cái nơi mà diễn thật là tốt, và cũng như là an ủi, chăm sóc, lo lắng cho những anh chị em trong đoàn. Nhưng mà cái sóng gió nó vẫn đến hoài cả nhà. Niềm vui chưa được bao lâu thì sóng gió nó ào ào tới, nó ập tới, hết người này tới người kia, hết tiền, cái tiền sinh hoạt chi tiêu trong đoàn, rồi lại hát ế ẩm, mùa mưa lại đến, rồi tới những tai nạn bất ngờ bất chợt tới thì làm cho ông bầu phải rối lên. Cuối cùng thì cô chú anh chị mình biết không, đoàn gánh hát đã gọi là tan rã đi, mỗi người một nơi, mỗi người một hướng đó, thì tan rã. Ông bầu thì phải đi làm bảo vệ, còn những người khác thì ai còn đam mê nghề thì còn trẻ đó, những người lớn tuổi thì đi làm bảo vệ, đi bán vé số, đi bán quán nước, hoặc là đi làm những cái công việc mà nghề tay trái của những anh chị trong đoàn đó. Còn ai còn trẻ mà còn có sức lực đó thì có thể đi hát phòng trà, đi hát đám cưới, thậm chí là những ca sĩ mà phải chấp nhận đi hát những cái đám tang của chú anh chị. Phải nói là vì yêu nghề nên cuối cùng ông trời ông cũng không phụ lòng người. Về tình cảm họ đến với nhau, họ yêu nghề rất là nhiều nên đã làm cho đoàn gánh hát gặp nhau và mọi người gặp nhau một lần nữa, thì đoàn gánh hát Diễn Phương lại tiếp tục sáng đèn theo quý cô chú anh chị. Phải nói là đó là một tình cảm rất là quý luôn. Khi mà em coi á, một cái bộ phim Sáng Đèn này á, em thấy được bao nhiêu là cái ngày xưa mà mình đã từng thấy cả nhà, đã từng đi coi đoàn gánh hát thì nó cũng giống như vậy chứ không khác gì hết. Những cái máy chiếu, những cái đèn á, thì làm rất là thô sơ, và những cái khung cảnh mà nghệ sĩ á, bay trên không múa kiếm lại gọi là quánh kiếm với nhau á, cả nhà, đánh kiếm với nhau thì treo bằng những cái sợi dây, kéo bằng những cái ròng rọc, có lúc những kéo ròng rọc nó bị rít hoặc là nó bị vướng dây đó, kéo qua kéo lại kéo tới kéo lui kéo nó bị lỗi kỹ thuật, bị trục trặc, rồi thậm chí là bị té nữa cô chú anh chị, rất là nhiều ha. Và ngày xưa đâu phải như bây giờ đâu, bây giờ thì cái micro nó gọi là nó qua nhờ cái wireless, qua nhờ cái bluetooth thì gắn đeo trực tiếp trên người, nó không phải vướng víu gì hết. Thì ngày xưa thì em thấy là cái micro là treo lủng lẳng ở trên đầu đó, chạy qua chạy lại để bắt được cái giọng nói của anh chị em nghệ sĩ, và nó là rất là khó khăn, và cũng như là làm tất cả đều là thủ công hết của chú anh chị. Phải nói là cực khổ, nhìn cái đoàn gánh hát mà mình thấy rất là cực khổ. Bên cạnh đó đang diễn đang hát thì tự nhiên ở đâu có một tớp người gọi là giang hồ đến quấy phá để gọi là đòi tiền bảo kê các kiểu, nó khó khăn. Ở bên cạnh đó thì bị chui lỗ chó, bị sập dàn, bị tai nạn này kia nọ, đủ thứ chuyện hết. Đó là một cái chia sẻ của em, cũng như là một cái cốt truyện muốn nói về cái đoàn gánh hát Diễn Phương. Tất cả vì yêu thương nghề nên mọi người đã cố gắng ở lại gắn bó, và có những thăng trầm, có những vui vẻ, nhưng mà không bao giờ hạ gục được cái lòng yêu mến nghề nghiệp của họ. Nhưng cuối cùng thì đoàn gánh hát Diễn Phương đã sáng đèn trở lại và coi như là phát triển hơn, thành công hơn sau khi họ gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, cũng như là đoàn tan rã bao nhiêu năm thì họ gặp lại nhau, đoàn gánh hát Diễn Phương lại tiếp tục sáng đèn và phục vụ bà con cô bác khán giả gần xa, nó là được khán giả yêu mến hơn, nhiều hơn. Và cho tới bây giờ thì cô chú anh chị mình cũng thấy những cái đoàn gánh hát bây giờ hiện đại hơn, tiên tiến hơn, có những cái ghế ngồi thật sự là thoải mái nè, có những cái micro đeo là không phải vướng víu nè, và đèn thì nó được tự động hóa hơn và kết nối từ xa, chứ không giống như ngày xưa tất cả đều là thủ công. Cũng như là đi, nói đơn giản nôm na thôi nè, là đi rau đó cả nhà, đi rau loa nó phát thanh đó thì phải đi bằng xe ba gác, còn bây giờ thì thoải mái rồi, mọi người có thể đi xe hơi hoặc là xe xe Honda, và loa thì không phải là ngày xưa là loa bằng bông bí ha, loa khắp các phố phường luôn, còn bây giờ thì loa kẹo kéo hay là loa nó đơn giản hơn, nó và nó cũng như nó hiện đại tiên tiến hơn. Phải nói là khi chúng ta mà coi cái bộ phim Sáng Đèn của đạo diễn Hoàng Tiến Cường á, thì bao nhiêu cái kỷ niệm ngày xưa mà chúng ta đã đi coi đó, phải nói là nó chợt ùa về, giống như là bao nhiêu là ký ức đã nó chợt về làm chúng ta phải xao xuyến. Và cũng như là cô chú anh chị mình khi xem cái bộ phim Sáng Đèn này, em tin chắc rằng sẽ cô chú anh chị mình sẽ mũi lòng, và có những phân đoạn, có những cái khúc rất là
là bi á nha, rồi diễn những cái cảnh bi á nó hay và nó làm cho chúng ta phải rơi nước mắt luôn á. Còn có những cảnh diễn hài cũng có ha, làm chúng ta phải cười nghiêng cười ngã luôn, và đặc biệt có sự góp mặt của chị Hồng Loan, con gái duy nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thật sự là duyên dáng, mặc dù có vài phân đoạn ngắn ngủi thôi nhưng mà rất là duyên dáng ha quý cô chú anh chị. Cả nhà mình á có gần những cái rạp chiếu phim thì đến rạp chiếu phim để xem và theo dõi, ủng hộ đạo diễn Hoàng Tấn Cường, ủng hộ tất cả các anh chị em nghệ sĩ diễn viên, và bên cạnh đó là chị Hồng Loan, con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ha. Cái bộ phim này á, sau khi mà chiếu rạp hoàn thành xong á, ví dụ như là nó hết chương trình của rạp, bản quyền của rạp hay gì đó, thì em nghĩ là nếu mà được á, thì chiếu trên đài truyền hình, ví dụ như những đài truyền hình ở tỉnh nè, thành phố cũng được luôn, tất cả đài truyền hình luôn, thì em tin chắc rằng bà con cô bác của mình sẽ tiếp cận được nhiều hơn và đón nhận được nhiều hơn và xem sẽ rất là hay luôn đó nha. Theo như em suy nghĩ, đó là suy nghĩ riêng cá nhân của em, tại vì khi mà chiếu rạp á, bà con cô bác cô chú anh chị mà ở tỉnh xa đó, ở xa đó, người ta chỉ có tivi thôi, người không có cái rạp chiếu phim thì làm sao coi được, nó chỉ khu trú lại một số nơi như thành phố lớn thôi hoặc là thị xã lớn mới có rạp chiếu phim coi. Còn ở quê như ví dụ như ở tỉnh em đi, ở tỉnh Đồng Tháp mà ở nơi xa xôi đi, thì làm sao mà có rạp chiếu phim để coi, không bao giờ tiếp xúc được cái rạp chiếu phim và cũng như là không thấy được bộ phim này. Hy vọng là cái bộ phim này sau này sẽ được chiếu lên đài truyền hình ha, ví dụ như là truyền hình An Giang, Vĩnh Long 1, Vĩnh Long 2, hay là Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bến Tre, Cần Thơ, Bạc Liêu gì đó cả nhà, An Giang rồi đó, hoặc là những đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng được, để cho cô chú anh chị mình lớn tuổi á, không có được không có thuận tiện đi ra ngoài sân khấu để mà xem được á, thì có thể xem trực tiếp trên đài truyền hình, nó cũng khá là hay. Em thấy một cái bộ phim mang tên Sáng Đèn thật sự là ý nghĩa và cũng như là xúc động, vừa có hài vừa có bi, làm chúng ta nhớ về những ký ức ngày xưa mà chúng ta đã từng đi xem cái những cái rạp hát của chúng chị. Mình cứ hình dung thôi, hình dung rạp hát ngày xưa đó. Thì em cũng cái thời của em đó, thì cũng may mắn gặp được đoàn gánh hát, đoàn lưu tô về huyện của mình, về xã của mình, thật sự rất là xúc động. Có những ngày xưa em nhớ nha, đoàn gánh hát hoặc đoàn lưu tô đó, tập kỹ rồi đó, về đó, là ở nhà dân không, cả nhà giống như ở quê đó, có những cái nhà sàn á, đầu người ta xin ở dưới sàn đó, trang điểm hay là quần áo này kia nọ đồ, tất là ở dưới sàn của nhà người dân thôi là đã khá là may mắn rồi, và hàng đêm cứ diễn, nó diễn tới tầm khoảng 50 bữa nửa tháng gì đó là chuyển đoàn đi. Ban đầu thì đi bằng ghe, đi bằng tàu, đi tận xa mít, tận vô những cái vùng nông thôn mà người dân mà không có đi ra thị xã được đó, phải vô tới tận sâu bên trong. Rồi sau này phát triển hơn thì đi bằng bằng xe đó, rồi sau này phát triển hơn nữa thì mọi người sẽ đi bằng xe, đa phần là đi bằng xe sau này, còn lúc trước là đi bằng ghe bầu á, cái nhà những chiếc ghe bầu ghe to, đi bằng đường kinh đường thủy được không à. Đó, thật sự rất là hay, cô chú anh chị mình gần gặp hãy coi ha, ủng hộ đạo diễn Hoàng Tấn Cường, thật sự một bộ phim khá là hay theo như đánh giá và cảm nhận khi mà em đi coi cái nhà. Trên cả tuyệt vời, nếu sau này mà được chiếu trên đài truyền hình ha, hoặc là có thể rộng rãi trên kênh YouTube cũng được nữa, để cho bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể tiếp cận được gần hơn và biết được cái đoàn gánh hát ngày xưa như thế nào, có vui sao, buồn sao, và cũng như là có những lúc thăng trầm, có những lúc khó khăn và họ yêu nghề như thế nào, để bà con cô bác mình cảm nhận được ha. Và bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Em đi xem và cũng như là tóm tắt cái cốt truyện lại để cho cả nhà mình hình dung và hiểu rõ hơn cái bộ phim Sáng Đèn, và để đi coi ha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã quan tâm theo dõi, yêu thương ủng hộ em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị và các bạn mình có một đêm ngủ ngon mơ đẹp ha. Xin chào. Dạ mà quên nữa, có một cái chuyện cần phải chia sẻ như thế này nè quý cô chú anh chị và các bạn. Cái clip hồi chiều nay á, thì em có chia sẻ về vấn đề mà từ thiện của mấy YouTube ở dưới mộ đi về quê đó, đi máy bay mà từ thiện mặc áo Bắc Năm Vũ Linh mà đi từ thiện đó cô chú anh chị. Thì em không muốn nói nữa. Thì cái vấn đề này thì em cũng chia sẻ cũng 2 lần rồi, lần hồi chiều là lần thứ hai, lần mới vừa lần trước nữa là một lần, lần vừa chiều là lần thứ hai, bây giờ thì lần thứ ba em nói cho cô chú anh chị mình nghe. Ở đây không phải là cái ganh tị ganh ghét hay là muốn xỉ xói hay là soi mói là ai cả, nhưng mà em muốn cảnh báo với cô chú anh chị và các bạn mình, mai mốt mà lòi ra ha, cái vấn đề mà cái đó là tiền quyên góp của mẹ con nhà ve thì coi như Hồng Loan thua chắc ha. Thì em chỉ nói vậy thôi, cô chú anh chị mình hiểu sao thì hiểu, còn không muốn nói em ganh ghét ganh tị gì đó thì tùy cô chú anh chị, em không nói nữa. Em nói lần này là lần thứ ba rồi, mong là cô chú anh chị qua hiểu cho em muốn cảnh báo cho mọi người biết thôi, còn ai nói em ganh tị ganh ghét thì em chịu. Cái đó là chẳng qua là em muốn mọi người hiểu ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.